Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Khởi tố bắt tạm giam nữ tài xế lái xe ô tô gây tai nạn náo loạn ở Vũng Tàu. Chiều 28 tháng 6, theo nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh, 37 tuổi, làm nghề lao động tự do, ngụ phường 4 thành phố Vũng Tàu để điều tra về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu phê chuẩn. Sau khi các quyết định được phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát đã tống đạt các quyết định cho bị can Thanh đang bị tạm giữ sau vụ tai nạn tối ngày 27 tháng 6. Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 21 giờ 15 phút ngày 27 tháng 6, tại khu vực trước số nhà 101 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 4 thành phố Vũng Tàu, xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô 72A-70821 do Thanh điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi theo hướng từ Lê Hồng Phong về Trần Hưng Đạo, phường 1. Khi đến khu vực số nhà nêu trên thì xảy ra va chạm với xe đẩy thùng rác do bà Nguyễn Thị P, 43 tuổi, đẩy bộ cùng chiều phía trước. Sau đó, xe ô tô 72A-70821 tiếp tục di chuyển đến giao lộ với đường Hùng Vương thì va chạm với xe máy do ông Bùi Xuân Thảo, 44 tuổi, ngụ phường 7 thành phố Vũng Tàu, điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước, chở theo một cháu nhỏ 13 tuổi ngồi phía sau. Thanh tiếp tục điều khiển ô tô đi đến trước ngã năm Nguyễn Văn Trỗi, Bà Triệu, Lê Lai, Lê Quý Đôn thì va chạm vào hai xe máy do chị Nguyễn Thị Thu Huyền, 24 tuổi, ngụ phường Ba Cô và anh Nguyễn Ngọc Giáp, 36 tuổi, ngụ phường Cô Giang, thành phố Vũng Tàu, điều khiển lưu thông cùng chiều. Ô tô 72A-70821 do Thanh điều khiển kéo lê xe máy chị Huyền về hướng đường Lê Quý Đôn và tiếp tục va chạm vào xe máy biển số 72K19494, trên xe có chị Lê Thị Như Tiên, 43 tuổi, ngụ đường Phạm Hồng Thái, phường 7, và mẹ là bà Phan Thị Sự, 73 tuổi, đang lưu thông theo hướng chiều ngược lại, dừng chờ đèn tín hiệu. Xe ô tô 72A-70821 do Thanh điều khiển đã đẩy hai xe máy và người dồn lên vỉa hè trước số nhà 38 đường Lê Quý Đôn và chạm tiếp vào một xe máy đang dựng trên vỉa hè cùng một ô tô biển kiểm soát 95A-12792 đang đổ trên vỉa hè gây hư hỏng. Xe ô tô do Thanh điều khiển dồn xe máy biển số 72K19494 vào chân cột đèn chiếu sáng và dừng lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Sự và chị Tiên tử vong tại hiện trường. 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện Vũng Tàu điều trị. Trong đó, chị Huyền bị thương rất nặng ở hai chân, bà Phương gãy xương sườn và bị thương ở phổi, gan. Anh Thảo bị thương bắp chân trái và gãy xương mát chân trái. Anh Giáp bị gãy chân trái, cháu Khoa bị gãy xương mát chân trái. Xe ô tô do Thanh điều khiển bị hư hỏng nặng, một ô tô khác và các xe máy bị hư hỏng nhẹ. Sau vụ tai nạn giao thông, Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với Thanh. Kết quả đo nồng độ cồn trong máu là 82,3mg trên 1 lít. Nồng độ cồn qua hơi thở là 0,503mg trên 1 lít khí thở. Qua làm việc, được biết trước đó Thanh có đi nhậu tại một quán thịt dê trên địa bàn, kết quả ma túy và các chất kích thích khác là âm tính. Trong ngày 28 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân bị nạn đang điều trị, tổ chức viếng thăm hỏi động viên gia đình hai nạn nhân tử vong do vụ tai nạn. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trao đổi với Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo công an xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. Cũng theo ông Thảnh, thành phố Vũng Tàu được Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn thí điểm là thành phố an toàn giao thông. Sau khi triển khai trong suốt thời gian qua, thành phố Vũng Tàu đã đảm bảo thực hiện tốt, thể hiện qua việc giảm tất cả các tiêu chí. Thời gian tới, yêu cầu các lực lượng chức năng, đơn vị cần tăng cường tuần tra kiểm soát, quyết liệt xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Xem đây là một trong những giải pháp trọng tâm được các lực lượng chức năng triển khai thường xuyên, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cũng như tăng tính răn đe, nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho xã hội. Trong quý 3 năm 2024 là thời gian cao điểm có các đợt nghỉ lễ, kỳ nghỉ hè và mùa du lịch năm 2024 với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.
ông Hoàng Vũ Thảnh yêu cầu Ban An toàn Giao thông thành phố có văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trọng tâm là triển khai các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ cho phép, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Ngoài ra, tích cực phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm tác động, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Bình Dương, một cô gái dùng chiêu ve sầu thoát xác để né đo nồng độ cồn. Liên quan đến công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, cũng tại Bình Dương, vào đầu tháng 3, một sự kiện dở khóc dở cười đã xảy ra khi một cô gái dùng chiêu ve sầu thoát xác để né đo nồng độ cồn. Trước đó, ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã vừa đồng loạt ra quân xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt về nồng độ cồn. Được biết, ngoài cảnh sát giao thông còn nhiều lực lượng khác phối hợp để xử lý các vi phạm và phòng chống các loại tội phạm. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng khác tuần tra, lập chốt đo nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường, bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 đến khi có chỉ đạo mới. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, việc tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm về giao thông là công tác thường xuyên. Tuy nhiên, trong đợt ra quân thực hiện chuyên đề lần này, sẽ đẩy mạnh đo nồng độ cồn. Cũng theo vị lãnh đạo này, việc lái xe sau khi sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì thế, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ tập trung vào việc đo nồng độ cồn để nâng cao ý thức của người dân, từ đó kìm giảm tai nạn giao thông. Cụ thể, đêm 9 tháng 3, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là về nồng độ cồn. Lực lượng tuần tra với hàng chục cán bộ chiến sĩ gồm nhiều lực lượng, cảnh sát giao thông, hình sự, ma túy, cơ động được chia làm 2 tổ, chốt chặn tại 2 tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Theo ghi nhận, chỉ sau khoảng hơn 1 giờ lập chốt kiểm tra về nồng độ cồn, đã có hàng chục người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, bị lập biên bản xử lý. Đáng chú ý, có 2 cô gái trẻ điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt khung tối đa hơn 0,6mg trên 1 lít khí thở. Trong đó, có một cô gái khi bị lực lượng công an phát hiện có nồng độ cồn và tiến hành kiểm tra lần 2. Cô gái đã tráo đổi người bạn ngồi phía sau để đo nồng độ cồn thay mình nhưng bị lực lượng công an phát hiện. Tiếp tục đo nồng độ cồn, tổ tuần tra phát hiện một người đàn ông chở theo con nhỏ cũng có nồng độ cồn. Làm việc với tổ tuần tra, người đàn ông này cho biết mới đi đón con nhỏ từ nhà trẻ về. Trước khi đi đón, con đã nhậu một chút. Trong khi làm việc lập biên bản, lực lượng công an cũng giải thích về mức độ nguy hiểm khi đã sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là khi chở con nhỏ sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và cháu nhỏ. Thời điểm lập chốt kiểm tra, nhiều người phát hiện chốt kiểm tra đã quay đầu bỏ chạy nhưng đều bị lực lượng công an phát hiện kiểm tra. Theo đó, tất cả các tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua chốt đều phải kiểm tra nồng độ cồn. Nhậu về thấy cảnh sát giao thông nên sợ quá chạy vào hẻm né tránh nhưng không thoát. Xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong những chuyên đề được lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với việc ra quân xử lý nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã gặp không ít những câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh việc né chốt của các ma men. Theo đó, vào tối ngày 16 tháng 4, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã chốt trực kiểm tra nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường, trong đó phát hiện không ít những trường hợp vi phạm. Cụ thể, tối ngày 16 tháng 4, anh NAS, tên viết tắt, sinh năm 1991, quê Tiền Giang, lái xe máy chở vợ đi ăn tiệc công ty chuyên thiết kế nội thất tại nhà hàng trên đường Hoàng Sa, quận 1. Trong lúc về lại nhà ở thành phố Thủ Đức, anh S bất ngờ bị tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 dừng phương tiện kiểm tra trước số 141 Hoàng Sa, phường Tân Định. Qua kiểm tra, anh S có nồng độ cồn mức 0,121mg trên 1 lít khí thở, bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 7 tháng. Nói với lực lượng chức năng, người này cho biết hai vợ chồng làm chung cơ quan và đi ăn tiệc tối nay, anh uống khoảng nửa ly bia.
Trên đường về nhà bị cảnh sát giao thông kiểm tra, anh S cũng phân trần thêm, vợ mình đang mang thai nên bản thân cũng không dám uống nhiều vì phải lái xe. Bản thân anh biết rõ luật nồng độ cồn, nhưng trong bữa tiệc mọi người đều uống bia, họ mời nên khó có thể từ chối. Người này đã hạn chế thấp nhất việc uống bia bằng cách nhấp môi. Văn hóa nước ta, nếu người khác mời bia mà không uống sẽ bị ghép vào hành vi khinh thường đối phương. Theo đó, người này nhấp môi chừng 20 lần cũng gần được nửa ly rồi, mức phạt 2,5 triệu là gần nửa tháng lương của bản thân. Sau đó không lâu, tổ công tác tiếp tục thấy anh HTD, tên viết tắt, sinh năm 2001, quê Hải Phòng, lái xe máy trên đường Hoàng Sa, có biểu hiện nghi vấn. Đến gần cầu Trần Khánh Dư, phường Tân Định, người này thấy cảnh sát giao thông, liền quay đầu xe chạy vào hẻm tránh. Phát hiện vụ việc, tổ công tác đã chặn xe anh D lại, kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,119mg trên lít khí thở. Anh D bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng. Vừa ký biên bản, D vừa nói, tối nay mình có uống với bạn 2 lon. Do có hơi men trong người nên khi thấy cảnh sát giao thông thì sợ quá chạy vào hẻm né tránh, không ngờ các cán bộ đuổi theo giữ lại. Tương tự như đề, ông NGQ, tên viết tắt, sinh năm 1982, quê Long An, thấy cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn tại đầu cầu Trần Khánh Dư, cũng lái xe vào hẻm né tránh. Tuy nhiên ông Quy bị tổ công tác chặn xe, kiểm tra và lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng với nồng độ cồn 0,040mg trên lít khí thở. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!